Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa của Yamaha có model là LS690 2 la mã. Đây là một cặp loa mình tuyển lựa về, phải nói là đẹp xuất sắc, nguyên bản nguyên zin. Bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu đến anh em chi tiết cặp loa này và báo giá. Anh em nào kết cái sản phẩm này thì alo trực tiếp cho mình. Đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật được những sản phẩm mình đang bán anh em nhé. Anh em nào kết thì liên hệ đến biển hiệu của mình. Mình luôn xứng đáng làm những cái mặt hàng tuyển chọn đúng cái thương hiệu và logo của mình anh em nhé. Đây là một cặp loa rất đẹp, từ cả cái e căng của nó trở đi. E căng của nó là e căng màu nâu anh em nhé. Và tem mác logo của nó là Yamaha. E căng là lưới vải khung gỗ. Anh em nhìn tất cả các cái đường ghim của nó này là rất đẹp nhé. Đây là một chiếc. Và tiếp tục anh em mình sang chiếc bên này. Đây là tem mác logo của nó này anh em này. Lưới là khung lưới vải, không bị rách lủng bất cứ ở chỗ nào. Con này là nó sử dụng là 3 driver, một con bát 30, mạng giấy, giấy cũng gợn sóng như kiểu GBN đấy. Gân là gân mút, gân mút anh em nhá. Con này cặp bát là của mình là cặp bát khoai môn. Cặp bát này nó cũng có, thế nhưng mà nó chỉ có ở trên những cái đôi ví dụ như là 1000 monitor đấy thì nó cũng có. Cặp bát này nó cũng tương đối là hiếm. Cặp bát này rất đẹp anh em nhé. Các cái công kiềng của nó và từ con ốc của nó sáng choang luôn. Từ cái râu lón của nó đi là căng đét. Đấy là một cặp bát của nó là bát 30 anh em nhé. Và nó sử dụng một con trung đôm. Anh em nhìn cái gông của trung đôm này. Gông là gông màu sáng ấy. Và các con ốc nó này, ở bên ngoài nó có một cái lớp lưới bảo vệ con trung này. Và bên trên nó là một con tép đôm. Hai bên đều như một luôn anh em nhé, đều tăm tắp luôn. Các tuyến loa là căng, tròn, mọng, đẹp. Phải nói là đôi này mình tuyển chọn đẹp, phải nói xuất sắc luôn. Rất nhiều anh em bán trên kênh đôi loa LS690 2 la mã này. Và nó có hai cốt server tinh chỉnh. Cốt server này là cắt cho dải cao và dải mid. Anh em muốn nghe thêm một tí thì anh em cắt lên trên này một tí. Còn không là để mặc định. Tùy theo cái gu và cái bản nhạc của anh em chơi. Nói chung là các tuyến loa của mình là rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi đo cái thông số, cái chiều cao và cái chiều dài, cái chiều ngang để cho anh em tham khảo. Cặp loa này nó cao là đi 62/5 chiều cao anh em nhé, 62/5, cứ gọi 63/5 đi. Và chiều sâu của nó là tính ra cả đến e căng là khoảng tầm 31/5 anh em nhé, ra đến đóng e căng vào 31/5. Và cái chiều ngang này của nó là 35/5 anh em nhé, 35/5. Cái thể tích thùng này của nó là tương đối là lớn. Anh em biết những cái dòng loa Yamaha này thì là nó đánh rất là uy lực, đều ba giải, đủ các loại gu, loại nhạc, từ tiết tấu vừa, chậm, nhanh, nó đáp ứng được hết anh em nhé. Tiếng rất hay. Mà anh em biết 1000 motor bây giờ của nó cũng đắt lắm. Thùng là toàn bộ thùng gỗ màu vàng, tất cả nguyên bản nguyên zin hết, vuông vắn góc cạnh không bể lở một chỗ nào. Và anh em đi vòng về cái thông số đằng sau nhá.
Đây là toàn bộ thông số đằng sau này anh em này. Anh em nhìn thấy toàn bộ hậu vách đằng sau là rất đẹp nhá. Tem của Nhật về là vẫn còn nguyên. Và cái thông số của nó đây, Yamaha Modern LS 690 25 mã. Của nó là 40W và là 8 ohm. Số seri của nó là 559. Cầu loa là cầu kẹp anh em nhé, 559. Và anh em sang bên này, còn bên này số seri của nó là 560, có nghĩa là cái này là trùng đôi trùng cặp rồi anh em ạ. Seri liền kề nhau đấy, LS 690 25 mã, 40W và 8 ohm. Và tem của nó đây tất cả là nguyên bản nguyên zin, còn rất đẹp. Một cặp loa mình tuyển chọn về phải nói là cực kỳ là đẹp anh em nhé. Giá bán cho cặp loa này là mình đang bán một cặp tuyển chọn đẹp xuất sắc như thế này là mình bán 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em, giá tri ân cho anh em rồi nhá. Còn nếu anh em nào thiện chí lấy tại nhà, mình lấy 9 triệu một đôi này, anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đang bán. Xin chào tạm biệt anh em.